chưa từng có yêu. Oh my god. Tôi thua em đó. Ai đã từng thề non thằng biển người yêu nhưng mà bây giờ vẫn ở chương trình này. Không, em trai. Con gái không thề nhiều đâu. Ai đã từng nhậu với người yêu mình? Trời gì đó. Nhớ. Ai chưa từng lặn biển ngắm san hô với người yêu mình? Em không hại luôn. Em đã có người đâu em phải hại hết. Ừ. Tự nhiên lặn biển. Không biết bơi mà lặn biển. Rồi nhân em có một câu gài cho không? Ai đã từng đi Hàn Quốc cùng người yêu? Tôi chưa từng. Chưa. Ai chưa từng nói với người yêu? Tôi đã từng tôi đi miền Nam. Tôi đã từng nghe. Một tôi chưa từng. Rồi ok. Nói gì thì chưa từng có người yêu là hạng hạ. Đúng rồi. Ai đã từng có người yêu rồi nhưng mà say nắng người khác. Tôi hạ luôn. Tại vì có mình có ai đâu. Xanh chín. Ai đã từng trốn ba má đi xăm mình? Em xăm mà em có xin. Đúng rồi. Đã từng đi du lịch. Đã từng xuống nhà. Cục sống em mà đã người yêu em đó. Không dám như thế vậy luôn. Em sẽ xuống luôn hả? Ok, mình đã kiếm được hai bạn rồi. Tôi bắt là mũi của Ngân chạm mũi của Di. Đó là hình phạt đó. Mũi chạm mũi 10 giây. 10 giây tới nha. 10 giây được rồi. 30 giây đi. Hai bạn ở đây, bạn trước. Của bạn Thu Ngân như thế nào? Mình thấy bình thường. Không chứng kiến lại. Cảm xúc của Duy như thế nào? Mình thấy là 10 giây khá là ngắn. Có khỏi 10 giây. Chắc cũng phải 1 phút rồi. Hãy là cho nói từ đi. Ok, rồi cho Ngân nói trước. Tại vì Ngân nãy Ngân bị phạt. Được con gái nha. Ok, okay. Đeo kim đồng hồ luôn nha. Đúng xanh lẹ. Giới chị ơi. Không nhắc nha. Con gái mà nhắc là bị táo bón 1 năm. Ok. Lẹ hả? Lẹ lử. Lỗi hái. Lỗi hái. 3 2 1 Tiêu đen. Đen xì. Xì hả? Xì. Xì hơi. Ờ ừ. Xì hơi. Bỏ lên em. Hơi. Hơi gắt. Hơi gắt. Dạ. Gắt gỏng. Cái này nó chết nè. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Tiếp. Mày chắc hơi rồi. Không cố được pha này rồi. Gỏng gì? Không còn gỏng gì nữa. Thôi tập kiếm thôi. Phát 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 nhé. Ờ phát rồi. Rồi tới anh. Đi đi. Tới anh đi. Anh phát rồi. Lượm lặp. Rau. Lật rau. Rau muống. Giết nhau ở đầu. Đầu kiếm được không? Muốn gờ nha, muốn gờ nha. Rau muống hay không? Rau chị mình phải đi chứ mà. Anh không vui rồi. Đây nè, em bỏ bắt nguồn ở đây. Tự nhiên lượm lặt lặt cái gì? Lặt rau chứ lặt cái gì? Không hùng nha. Anh nghĩ là bọn người nữ nhảy sexy đẹp. Đưa cái bộ đồ đây. Chứ mặc luôn hả? Mặc luôn chứ tôi sợ gì nữa. Nếu hình phạt là ta phải chấp nhận hơn. Nếu mà mọi người chấp nhận, tôi sẽ làm hết. Ok chưa? Yeah, 1, 2, 3, let's go! Sự xuất hiện của người mẫu Ngọc Đất với đôi chân dài thon thả từ Bến Tre tới Cà Mau nè. Rồi! Trời ơi! Big Ram! Dạ dư! Trời ơi! Big Ram! Dạ dư! Trời ơi! Big Ram! Dạ dư! Trời ơi! Màn kết hợp của cặp đôi Ngọc Phát và Ngọc Đắc sẽ bùng nổ thăng hoa ra sao? Gá nè, đó gá. Không cười đâu, không cười đâu. Ai dễ làm cho tôi đi một cái trời ơi khổ quá.
cái năng lượng mà anh Đắc thể hiện ra với mọi người á, nhiều năng lượng mà mình thích cái điều đó. Còn là yêu là phải chắc chắn nha, không phải là chọn cái yêu, gặp cái yêu nha. Thật ra nha, tôi nói không nghe rồi, bên đây cô này rất là bản lĩnh luôn đó nha. Đừng có dẫn dẫn chơi cô nha, chết cho đây nha. Để thầy xài nắng cho cô, cho uống ba đâu gì vậy. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào không? Con trước giờ thì con chọn yêu không có một lý tưởng. Con tin gọi là ánh mắt đầu tiên cái gì? Có thể là mình có cảm nhận người ta thì mình sẽ cảm thấy đến người ta nói chuyện người ta lâu dài. Tại vì con cũng chưa có tham gia chương trình bao giờ hết, cũng thử cho mình cơ hội để tìm những cách khác. Nên con cũng ở nhà đã xem để làm mẫu hình lý tưởng mình như nào rồi. Cô người ta chắc phải cao một xíu. Cao. Dạ. Bỏ. Không cần biết, mình nhắc. Gia đình sinh cần. Mình còn phải đi con trai con nhanh với đẹp. Đúng rồi. Thật sự nói chuyện rất là vô duyên. Mọi người ơi, mọi người đừng có thoải mái thì mình có sao mình nói vậy. Đôi khi mà yêu cái vô duyên, chút vô duyên đó, nhưng mà tôi thấy con không có chút như vậy đâu. Và con muốn là sự nghiệp anh ấy ổn định, tại vì con thì sự nghiệp ổn định rồi, nhưng mà con muốn anh ấy ổn định. Tại sao này ví dụ con cưới nhau thì con lo cho con là không ổn định, chứ ba đầu ba đầu thì rất là. Nhưng mà đây thực hình á, lúc nào cũng ngắm cô gái này, ngắm cô gái kia, nó thay đổi trạng thái tới mấy cô đó, con có sợ điều đó không? Phụ nữ thì mình là con thấy là tự tin với bản thân của mình thôi. Còn ví dụ người ta không còn thích mình của mình nên cho người ta không có cưỡng ép. Chứ bây giờ là số tiền lo sợ anh hãy quên người này, người này, người kia thì mình còn có việc nữa nè. Sao mình cứ phải cho sẻ gì với được. Được, tôi thích cái này. Có tình nghĩa là mỗi tình trước rồi đó. Thôi, tạo phước cho ta đó. Tự nhiên mình ghen thiết mà đánh ghen mà tạo nghiệp mà nhỏ nữa. Gái chỉ đánh son thôi, đừng có nghe. Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy là đúng chưa? Không. Hả? Không có đúng quá hả? Thấy mình tụng tên nhiều vô. Dạ. Mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là mẫu hình lý tưởng của anh thôi. Mình đã có thể cho một cái việc nhà, có thể là làm việc nhà. Bạn mình đã là phải chia đó hàng con có thể thành hành quân và mình muốn rồi mình mốt là hai đứa là nó hẳn cho sản phẩm thì ăn luôn hợp lý không? Được được hả? Đó biết có ăn gì vậy thôi? Dạ con biết, không biết đâu nha. Một mình tự lập thì con biết nấu. Thôi hợp lý không? Được chưa? Được.